Kinh Tiếng Phát Vĩnh Long Thao xin chào quý vị bạn nha. Hôm nay mình sẽ mời các bạn đi theo mình tham quan cái hội chợ Xuân nha các bạn, hội chợ vùng quê nha. Các bạn theo mình dạo một vòng các khu vui chơi và trò chơi nha các bạn ơi. Hội chợ này về trùng vào dịp lễ Giáng sinh nên người dân đi cũng rất là đông nha các bạn. Đây là gian hàng phóng tiêu nè, rồi gian hàng chọi banh nè, chọi bóng rồi bắn súng nè, đầy đủ luôn. Nhưng mà hội chợ này thiếu đũa chuột bò. Hồi xưa mình đi hội chợ có đũa chuột bò rất là vui nha các bạn. Này là chọi banh. Bạn thấy không, không khí rất là vui tươi, đông và tấp nập nha các bạn ơi, rất là vui nha. Các bạn theo mình qua khu vui chơi dành cho trẻ em nha, đu quay nha, cái này là dành cho trẻ em mà thấy người lớn cũng có chơi nữa nè. Đây là khu trượt ba tanh dành cho các em nhỏ nha các bạn ơi. Té nè. Té lia lịa luôn các bạn ơi. Rồi thuyền về con số mấy đây, thuyền về đặt vô nha các bạn ơi. Rồi, lắp chung rồi, lấy tay ra ngoài để các bác dùng được sao thì rồi, như
Rồi, số 3 đây. Bạn tuổi tài đang xuống với hai cha con nha. Đâu? Đó. Nãy giờ đi vòng vòng hơn giờ mình ngồi dò lô tô nha các bạn. Mời các bạn cùng dò lô tô với hai cha con mình nha. Ý định tính mua vé dò lô tô dò coi có trúng quà gì không để cho con mình nó vui, mà có ruột hai cha con dò hoài mà không có trúng cái gì nha các bạn. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Các bạn xem video mà thấy vui thì ủng hộ kênh Tiếng Phát Vĩnh Long bằng cách nhấn đăng ký, nhấn like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Tiếng Phát Vĩnh Long xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn nha. Chúc các bạn năm mới và Giáng sinh vui vẻ nha.